Bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài đầu tiên của chương thứ 2 trong chương trình Hiểu lớp 10. Đó là bài giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ. Bài này, chúng ta sẽ có những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa và tính chất của giá trị lượng giác một góc từ 0 độ đến 180 độ. Tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu về giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt. Và cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa góc giữa hai vector. Ở lớp 9 thì các em đã học về giá trị lượng giác của một góc nhọn. Ở lớp 10 thì chúng ta mở rộng ra là chúng ta có thể tính được giá trị lượng giác của một góc vuông, góc tù cũng như một góc bẹt. Để làm được việc đó thì các em hãy quan sát. Trên hệ trục tọa độ Ox, ở phần mặt phẳng phía trên trục Ox, thầy có nửa đường tròn. Nửa đường tròn này thầy gọi là nửa đường tròn đơn vị. Nửa đường tròn đơn vị này có đặc điểm là gì? Nó có tâm là góc tọa độ có bán kính bằng 1 và nó nằm ở nửa phía trên của trục Ox. Chính vì đường tròn này có bán kính bằng 1 cho nên nó cắt trục Ox và Oy tại các điểm đặc biệt. Nó cắt trục Ox tại hai điểm, đó là 10 và -10. Nó cắt trục Oy tại điểm 01. Bây giờ ở trên nửa đường tròn thì lấy điểm M có tọa độ là x0 y0. XOM đây thầy gọi là góc alpha. Vậy thì góc alpha này sẽ có các giá trị lượng giác như sau. Nó cũng có 4 giá trị lượng giác là sin, cosin, tan và cotan. Sin alpha sẽ bằng gì? Sin alpha sẽ bằng y0. Có nghĩa là sin alpha sẽ bằng y0. Cosin của alpha là gì? Cosin của alpha x0 hay là hoành độ của điểm M. Các em hãy nhìn lại này. Góc XOM bằng góc alpha thì góc alpha này sẽ có sin là tung độ của M là y0 và nó có cosin là hoành độ của M. Tan của góc alpha là gì? Tan của góc alpha là sin alpha trên cos alpha, cũng giống như là những gì chúng ta đã học ở lớp 9. Trời ơi, học lượng giác hả? Là y0 trên y0. Ở đây x0 khác 0. Cos alpha là cos alpha trên sin alpha hay là x0 trên y0. Thì chốt lại các em cần ghi nhớ là gì? Góc XOM bằng alpha thì sin alpha chính là tung độ của điểm M và cosin alpha là hoành độ của điểm M. Bài này chúng ta không chỉ nghiên cứu các góc nhọn. Ở đây giả sử thầy lấy một điểm M ở trên nửa đường tròn đơn vị, sao cho góc XOM là một góc tù chẳng hạn. Thế thì nếu alpha mà lớn 90 độ, sin của alpha ở đây là tung độ của điểm M là y0 và lớn 0. Vậy thì điều các em cần lưu ý ở đây là gì? Chúng ta hãy quan sát x0. x0 là hoành độ của điểm M, cũng chính là cos của alpha. Chúng ta thấy x0 nằm ở bên trái của góc tọa độ, cho nên x0 phải mang dấu trị âm. Như vậy, cos của alpha mang dấu âm. Cos của alpha mang dấu âm rồi, tan alpha cũng phải âm. Vì tan alpha bằng sin alpha trên cos alpha. Sin dương cos âm cho nên tan âm. Tương tự, cotan cũng phải là âm. Nhìn vào nửa đường tròn đơn vị này, chúng ta có thể thấy là cos alpha có thể bằng 0 khi nào? Cos alpha bằng 0 khi mà góc alpha sẽ bằng 90 độ hay là điểm M nằm ở vị trí này. Như vậy chúng ta có thể có một nhận xét nữa là tan alpha chỉ xác định khi alpha khác 90 độ. Khi alpha khác 90 độ thì cos alpha khác 0. Và chính do đó nên là chúng ta sẽ xác định được tan alpha. Vậy thì cotan alpha xác định khi nào? Cotan alpha xác định khi mẫu số ở đây là y0, sin alpha phải khác 0. Sin alpha khác 0 khi M không được nằm ở các vị trí điểm 10 và điểm -10. Như vậy, cotan alpha chỉ xác định khi alpha khác 0 độ và 180 độ. Alpha khác 0 độ có nghĩa là M không nằm ở vị trí điểm 10.
alpha khác 180 độ có nghĩa là điểm M không được nằm ở vị trí điểm âm 10. Đây là các định nghĩa và nhận xét quan trọng ở trong mục này. Bây giờ áp dụng những điều này, các em mới tìm cho thầy giá trị độ giác của góc 135 độ. Công việc đầu tiên mà thầy cần làm đó là thầy phải tìm tọa độ của điểm M ở trên đường tròn đơn vị sao cho là góc XOM bằng 135 độ. Đây, thầy có điểm M và góc XOM bằng 135 độ. Thầy cần tìm tọa độ của điểm M này. Muốn tìm tọa độ của điểm M thì thầy sẽ từ vị trí của điểm M thầy sẽ hạ vuông góc lên các trục OX và OY. Đây chính là tung độ của M và đây chính là hoành độ của M. Để tìm được các vị trí này thì thầy sẽ có nhận xét như sau. Góc IOM bằng 45 độ, nó sẽ bằng 135 trừ đi 90 và bằng 45 độ. Góc này mà bằng 45 độ rồi thì chứng tỏ là đây sẽ là một hình vuông. Và chính do đó cho nên là các cái cạnh của hình vuông này sẽ bằng đường chéo của nó trên trục căn 2. Đường chéo ở đây chính là bán kính của đường tròn là 1. Cho nên các cạnh của nó sẽ bằng căn 2 trên 2. Các cạnh của hình vuông bằng căn 2 trên 2 thì thầy có thể tìm được tọa độ của điểm M như sau. Tung độ của nó sẽ là căn 2 trên 2 và hoành độ của nó sẽ bằng trừ căn 2 trên 2. Vì rõ ràng chúng ta thấy là hoành độ của điểm M phải nhỏ hơn 0. Đến đây thầy tìm được tọa độ của điểm M rồi, thầy có thể kết luận ngay sin alpha ở đây chính là góc 135 độ. Thầy gọi 135 độ này là góc alpha. Sẽ bằng tung độ của điểm M là căn 2 trên 2 và cos alpha ở đây chính là hoành độ của điểm M là trừ căn 2 trên 2. Alpha lớn hơn 90 độ cho nên cos alpha phải nhỏ hơn 0. Chúng ta đã nhận xét ở bên này. Đến đây tan alpha thì tính ngay được là sin trên cos là âm 1 và cos alpha cũng bằng âm 1. Góc này lớn hơn 90 độ cho nên cos âm, tan âm và cos tan cũng âm. Như vậy thì thầy vừa giới thiệu cho các em cách để tìm các giá trị lượng giác của một góc. Ở đây chúng ta đã tìm được giá trị lượng giác của góc 135 độ là một góc tù. Qua M thầy vẽ một đường thẳng song song với trục OX và cắt đường tròn đơn vị tại điểm N. Bây giờ dựa vào điểm N này thầy sẽ có một số tính chất như sau. Đầu tiên thầy sẽ nhận xét góc XON, đó là góc này, đây là góc XON. Góc XON sẽ bằng 180 độ trừ đi alpha. Vì chúng ta dễ thấy là góc MOX XOM này bằng alpha. Góc này sẽ bằng góc này. Như vậy góc XON sẽ bằng 180 độ trừ đi góc này và cũng chính bằng góc alpha. Vậy thì XON sẽ bằng 180 độ trừ alpha, hay góc XON và góc MOX là hai góc bù nhau. Thầy quan sát thấy là IM có nghĩa là tung độ của điểm M là ở đây, sẽ bằng IN có nghĩa là tung độ của điểm N và nó chính bằng Y0. Thầy gọi nó là Y0. Bây giờ thầy lấy hoành độ của điểm N thì rõ ràng thầy thấy là XM sẽ bằng đối của XN và bằng Y0. Điểm N này sẽ có hoành độ là trừ X0. Đối của X0 là hoành độ của điểm M. Vậy thì từ đây thầy có đưa ra một kết luận là sin của alpha sẽ bằng sin của 180 độ trừ alpha. Có nghĩa là sin của hai góc bù nhau thì bằng nhau. Thế còn cos thì sao? Dựa vào nhận xét này thì thầy kết luận là cos của hai góc bù nhau thì đối nhau. Và cos mà đối rồi thì thầy dễ dàng suy ra tan và cotan. Tan của hai góc bù nhau thì đối nhau. Cotan của hai góc bù nhau cũng đối nhau. Bên này thì alpha lớn 90 độ thì cos tan và cotan đều nhỏ hơn 0. Còn bên này hai góc bù nhau thì sin bằng nhau, còn lại cos tan và cotan đều đối nhau. Như vậy thì thầy vừa giới thiệu cho các em về định nghĩa và một số tính chất cũng như một vài nhận xét về các giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ. Chúng ta sang phần thứ hai, đó là giá trị lượng giác của các góc đặc biệt. Ở phần này chúng ta quan tâm đến bảng lượng giác của các góc đặc biệt. Thầy có bảng lượng giác như sau. Ở cột này sẽ là các giá trị lượng giác sin alpha, cos alpha, tan alpha và cotan alpha. Còn ở hàng trên sẽ là các góc 0 độ, 30 độ, 45 độ, 60 độ, 90 độ và 180 độ. Chúng ta sẽ nghiên cứu các góc này. Các em có thể đặt ra câu hỏi là tại sao chúng ta lại không có những góc tù ở đây. Một lát nữa thầy sẽ giải thích nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm các giá trị lượng giác của các góc đặc biệt này trước. Ở trung học cơ sở thì các em cũng được học về giá trị lượng giác của các góc nhọn. Và chúng ta cũng phải ghi nhớ rất là nhiều các giá trị lượng giác của các góc đặc biệt.
Ở bài này, ở lớp 10 thì chúng ta định nghĩa một cách tổng quát hơn về giá trị độ giác của một góc từ 0 độ đến 180 độ bằng đường tròn đơn vị. Thì đây cũng là một công cụ để chúng ta có thể sử dụng để tìm các giá trị độ giác của các góc này. Vậy thì làm sao để sử dụng cái nửa đường tròn đơn vị này để tìm các giá trị độ giác? Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với góc 0 độ. Sin alpha, sin 0 độ bằng bao nhiêu? Chúng ta quan sát ở trên này. 0 độ có nghĩa là điểm M sẽ trùng với vị trí này. Và điểm M mà trùng với vị trí này thì rõ ràng chúng ta thấy nó có tung độ là bao nhiêu? Tung độ là 0, cho nên sin của nó là 0. Và hoành độ của nó là 1, cho nên cos của nó phải là 1. Tìm được sin và cos của nó rồi thì thầy có thể dễ dàng tìm được tan. Tan là sin trên cos, 0 chia 1 bằng 0. Cotan của nó bao nhiêu? Cotan ở đây sẽ không xác định vì sin ở đây bằng 0. Cotan chỉ xác định khi sin khác 0. Hoặc chúng ta cũng có thể nhận xét là 1 không thể chia cho 0, cotan 0 độ sẽ không xác định. Tìm được các giá trị lượng giác của góc 0 độ rồi, thầy hoàn toàn có thể tìm được ngay các giá trị lượng giác của góc 90 độ. Do ở trung học cơ sở chúng ta đã học một tính chất là gì? Hai góc phụ nhau thì có sin góc này bằng cos góc kia, tức là sin của alpha sẽ bằng cos của 90 độ trừ alpha, hay là tan của alpha cũng bằng cotan của 90 độ trừ alpha. Áp dụng nhận xét này, thầy có ngay. Ở đây, sin alpha, sin 0 độ cũng chính là cos của 90 độ. Như vậy cos 90 độ bằng 0. Cos 0 độ cũng chính là sin của 90 độ bằng 1. Tan của 0 độ cũng chính là cotan của 90 độ bằng 0. Cotan của 0 độ cũng chính là tan của 90 độ. Ở đây nó sẽ là không xác định. Hoặc các em cũng có thể hoàn toàn dựa vào nửa đường tròn đơn vị này để tìm các giá trị lượng giác của góc 90 độ. Khi đó thì điểm M sẽ có vị trí ở đây. Alo. Tìm được tung độ. Con nghe em con. Chúng ta có thể tìm được các giá trị lượng giác của góc 90 độ. Bây giờ với góc 180 độ thì sao? Alpha mở 180 độ chứng tỏ điểm M sẽ nằm ở vị trí này. Điểm M nằm ở vị trí này, chúng ta thấy nó có... Nãy giờ phía được đại có chép được gì không? Và tung độ bằng 0. Cho nên chúng ta thấy ngay sin alpha là tung độ của nó. Dạ có thầy. Cos alpha bằng hoành độ của nó bằng âm 1. Và tan alpha sẽ bằng 0 chia 1. 0 chia âm 1 bằng 0. Cotan sẽ là không xác định. Ở cho cơ sở thì chúng ta đã học một cách để tìm được sin của 30 độ. Đó là chúng ta sẽ sử dụng hình vẽ là một nửa tam giác đều. Nửa tam giác đều là hình tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng nửa cạnh huyền. Ở đây, góc này bằng 30 độ. Sin của góc này là cạnh góc này trên cạnh huyền. Rồi, chào các em nè. Rồi, phía Đức Đại nghe rõ không? Sin 30 độ là một phần 2 rồi. Được có chào. Thầy. Nghe rõ không Đại? Được có thầy. Cái video đó thầy đã gửi lên group. Đó chính là bài đầu tiên của chương 2. Hôm nay mình làm hai việc. Việc thứ nhất là ôn lại chương 1 và ôn lại những kiến thức trọng tâm. Việc thứ hai, thử làm một số đề trắc nghiệm, tại vì trên tinh thần có nhiều em kiểm tra trắc nghiệm. Bên cạnh đó, thầy dặn dò là cái video thầy gửi ở bài số 1 chương 2 là các em phải coi. Ở đây mới coi được có mấy phút à, chưa coi đầy đủ đâu. Nên các em về coi đầy đủ, nhớ chưa Đại? Dạ, dạ. Rồi, bây giờ thầy ôn lại rất là nhanh, các em theo dõi cho kỹ nha. Ở đây thầy không có nói lại lý thuyết, nên thầy chỉ nói tập trung vào bài tập thôi. Phần bài tập nào mà tụi em quên á, thì lúc đó thầy mới nhắc lại lý thuyết. Giờ bài thứ nhất á, có tên gọi là bài chứng minh. Hay nói cách khác là chứng minh hệ thức vector. Đây là dạng số 1. Chứng minh hệ thức vector. Rồi mình ghi bài tới đó chứ mình. Dạ. Rồi phải không? Thì trong chứng minh hệ thức vector á thì đa phần các em có thể làm từ một vế qua một vế. Những bài tập này dễ nên thầy cho qua lẹ. Thì khi em chứng minh một vế qua một vế á thì em lưu ý là em có thể dùng quy tắc 3 điểm. Rồi sau đó em giao hoán, em kết hợp, vân vân.
Một kiến thức thứ hai, em có thể sử dụng các quy tắc đã học. Ngoài quy tắc trung điểm ra, còn có quy tắc trọng tâm, quy tắc hình bình hành như trên màn hình. Mình thấy rõ không Minh? Dạ thấy thầy. Thì những bài tập này khá đơn giản nên thầy cho qua lẹ. Được chưa? Thì trên màn hình của thầy chính là quy tắc trọng tâm. Và đây là minh họa cho quy tắc trung điểm. Rồi những bài tập này quen không Minh? Dạ quen. Rồi quen rồi khỏi chép. Được chưa nào? Thì đây đang dạ. Nên thành ra có những kiến thức nào cần chép thì chép. Còn những kiến thức nào chưa cần chép thì để lát nữa tập trung làm bài tập rồi mình nốt sau. Rồi bên cạnh đó, khi chứng minh liên quan tới đẳng thức vector thì có những bài tập ở dạng số 2 được gọi là tính độ dài vector. Tính độ dài vector á, thì có những bài tập liên quan tới module của một tổng, một hiệu hoặc là một biểu thức nào đó. Dạng 3 là bài toán quy tích vector, thì dạng này ít xài quy tích. Dạng thứ tư mà trường nào cũng có thể xài, đó là liên quan tới phân tích một vector theo hai vector. Từ đó, ứng dụng của phân tích một vector hai theo vector là chứng minh 3 điểm hằng hàng hoặc là chứng minh song song, hai đường thẳng song song, chẳng hạn như bài trên màn hình. Đây, bài trên màn hình đây. Rồi, Đại đọc đề đi Đại. Dạ là cho tam giác ABC trọng tâm là G, gọi D và E là các điểm xác định bởi vector AD bằng 2 lần vector AB, vector AE bằng 2 phần 5 vector AC. Câu A, tính vector DE và vector DG theo vector AB và vector AC. Câu B, chứng minh 3 điểm DGE thẳng hàng. Câu A chính là phân tích một vector theo hai vector. Còn câu B chính là chứng minh 3 điểm hằng hàng. Em đọc bài giải luôn đi nào. Dạ là câu A, vector DE sẽ bằng vector AE trừ cho vector AD bằng 2 phần 5 vector AC trừ cho 2 lần vector AC, AB. Rồi, dòng thứ nhất lấy từ đâu ra vậy Đại? Dạ là mình chèn điểm vô thôi. Chèn điểm nào? Dạ điểm A. Sau khi chèn điểm A rồi, sau đó thế giải thích đề bài cho đúng không? Dạ. Rồi, như vậy là kết thúc cái phần phân tích vector DE đúng chưa nào? Còn dạ. Vector DG thì sao? Rồi con đọc dạ, đi. Dạ cũng y chang. Dạ, vector DG sẽ bằng vector AG trừ cho vector AD sẽ bằng 1/3 nhân cho vector AB cộng vector AC trừ cho 2 lần vector AB sẽ bằng 1/3 vector AC trừ cho 5/3 vector AB sẽ bằng 1/3 nhân cho vector AC trừ cho 5 vector AB. Dòng thứ nhất là chèn điểm A, và dòng thứ hai lấy ở đâu ra? Dòng thứ hai con. Giờ là dùng quy tắc trung điểm này do AG sẽ bằng 2/3 AI. Tiếp tục. Mà AI thì được cái gì? AI sẽ bằng AB cộng cho AC chia 2. Đúng rồi. Như vậy đầu tiên là AG là bằng 2/3 AI. Sau đó chuyển tiếp AI là bằng 1/2 AB cộng AC. Như vậy 2/3 với 1/2 thì 2 số 2 rút gọn, còn là 1/3 AB cộng AC đúng không? Còn riêng vector AD để cho là bằng 2 lần vector AB nên thế vào. Sau đó ta rút gọn vector AB là kết thúc câu A, đúng không Đại? Dạ đúng ạ. Riêng câu B là ta so sánh 1 và 2. Thì ta lấy hệ số 2/5. Ta so sánh với hệ số 1/3. Thì ở đây ta so sánh là vector DG so với vector DE. Vì vector DG so với vector DE nên lấy 1/3 chia 2/5. Rồi con bấm máy tính thì 1/3 chia 2/5 ra nhiêu? Dạ là 5/6 thầy. Như vậy kết quả là DG bằng 5/6 DE, thấy rõ chưa? Dạ rồi thầy. Như vậy là hai cái cùng phương dẫn đến 3 điểm hằng hàng. Ok chưa? Dạ rồi thầy. Rồi bài này có nhiều bạn có khả năng là chưa làm hoặc là chưa quen, nên thầy chờ khoảng 3 phút các em sửa dạng bài 4 này vào.
đại sự thông báo hay biết nhân đại. Dạ. Yeah. Tìm tóm tắt đề bài chưa chị? Huy có phải là Trương Huy không? Alo? Lớp có hai đứa tên Huy à? Hồi nãy là thấy có Trương Huy, ở đây có Huy nữa, vậy là Huy nào? Là một hay là hai? Ờ, Đức Đại đấy đâu Đức Đại? Dạ, dạ mới viết xong thì. Cô B, cô A. Dạ, con mới viết xong cô B, con em vẽ hình thì. Rồi, dạng này thầy sẽ tiếp tục dạng quy tích. Quy tích có tên gọi là dạng tập hợp điểm. Đương nhiên là tập hợp điểm của điểm nào, ví dụ của M hoặc một đẳng thức nào đó. Cho trước. Đây là dạng toán tập hợp điểm thì một số trường sẽ cho. Thì dạng toán tập hợp điểm này thì minh họa hai câu. Câu thứ nhất là nhìn vào chắc chắn là câu là điểm duy nhất. Còn câu thứ hai có module. Module này mà có M đứng hai bên nữa thì kết quả nó là đường trung trực. Bài này mình đã từng làm rồi nên Bảo Trân đọc hay đề bài cái nào. Dạ thầy. Bài 5 cho tam giác ABC xác định các điểm D và E thỏa các đẳng thức 4 lần vector DA trừ vector DB bằng vector 0, vector EA cộng 2 lần vector EC bằng vector 0. Câu B, tìm tập hợp điểm M thỏa hệ thức module 4 lần vector MA trừ vector MB bằng module vector MA cộng 2 lần vector MC. Rồi, con đọc bài giải.
Giải. Câu A, 4 lần vector DA trừ vector DB bằng vector 0 tương đương 4 lần vector DA trừ vector DA cộng vector AB tất cả bằng vector 0 tương đương 3 lần vector DA trừ vector AB bằng 0 tương đương vector AD bằng trừ 1/3 vector AB. Thầy dành dò khi những bài toán mà tìm tập hợp điểm á, nếu mà tương tự với đại số á, thì đại số là bài toán tìm ít. Vì vậy kỹ thuật nó như nhau. Bài toán tìm ít á, là em hay để ít một bên, rồi cái hằng số để một bên với trái với phải khác nhau, từ đó tìm ra ít. Thì về kỹ thuật hình học thì cũng y chang như vậy thôi. Người ta yêu cầu là xác định điểm D, hay nói cách khác là quỹ tích của điểm D. Thì lúc này ta sẽ gom chữ D đứng bên vế trái, còn cái gì đã cho là gom bên vế phải. Thì cái gì đã cho đó chính là tam giác ABC. ABC là ba điểm cố định nên thành ra đó là những cái đã cho. Chính vì vậy ngay từ đầu nó đã cố tình chèn vào DA, chèn vào điểm A vào để cho DA với DA rút gọn được. Thì nó còn là một cái không đổi, đó là vector AB. Như vậy nó đẩy vector AB qua bên tay phải. Như vậy nó đã phân tích được vector AD theo vector AB, cụ thể là bằng trừ 1/3. Thì về hình ảnh các em quan sát nè, AB là hướng từ trên xuống dưới, thấy hình ảnh chưa? Nhưng mà trừ 1/3 là hướng ngược lại, hay nói cách khác là tia đối. AB chia làm 3 phần thì lấy một phần thôi, thì AD chiếm một phần. Đó là cái cách vẽ được của điểm D. Rồi con đọc điểm E đi nào. Vector EA cộng 2 lần vector EC bằng vector 0 tương đương vector EA cộng 2 lần vector EA cộng vector AC bằng vector 0 tương đương 3 lần vector EA cộng 2 lần vector AC bằng vector 0 tương đương vector AE bằng 2/3 lần vector AC. Vậy điểm E được xác định bởi 2. Như vậy theo em thì cái quỹ đạo điểm E nó có giống như quỹ đạo của điểm D về cách trình bày không Bảo Trân? Dạ giống. Cố tình chèn điểm A vào đúng không? Rồi sau đó cái AC không đổi nó đẩy qua tay phải, có đúng không? Dạ. Nên sau này tụi em nhớ kỹ thuật bài này. Những bài tập mà xác định điểm duy nhất, cụ thể là quỹ tích của nó là một điểm duy nhất á, là các em cứ làm theo kiểu như thế này. Chèn vô những điểm đã cho trong đề bài, rồi đẩy những cái điểm cố định đó qua tay phải, còn tay trái chính là những điểm cần tìm. Riêng bài B như hồi nãy thầy nói có hai module, có M nên kiểu gì 100% kết luận cũng là được trung trực, nên con đọc bài giải luôn đi nào. Đây là cái đề nha, 4MA trừ MB. Rồi con đọc đi. Câu B, áp dụng công thức rút gọn, ta có 4 lần vector MA trừ vector MB bằng 3 lần vector MD, vector MA cộng 2 lần vector MC bằng 3 lần vector ME. Rồi dừng lại, cái giọng đó ở đâu ra con? 4MA trừ MB ở đâu ra? Dạ. Bằng 3MD ở đâu ra? Dạ, ở trên đề. Trong đề có không? Đề cho không? Thật ra nó cố tình chèn điểm D vô đó con. Áp dụng công thức rút gọn là dùng quy tắc 3 điểm đó. Đầu tiên tưởng tượng nó chèn điểm D vô phải là MD cộng DA không? Dạ phải. Rồi chèn điểm D vô phải là MD cộng DB không? Dạ phải. Như vậy là 4MD trừ 1MD là ra bao nhiêu? 3MD. Ờ 3MD. Vậy còn dư lại 4DA trừ cho DB đúng không? Dạ. 4DA trừ DB ở câu A là bằng cái gì rồi? Dạ, bằng vector 0. Ừ, nó kế thừa kết quả câu A nên nó mới ra được 3MD. Con hiểu đâu ra chưa? Dạ. Rồi Trân giải thích giùm thầy cái dòng thứ hai coi. Cái vế thứ hai coi. MA cộng 2MC tại sao ra 3ME? Chèn điểm nào vô? Dạ, điểm E. Ờ, chèn điểm E vô ra được bao nhiêu? 1ME cộng 2ME là bằng 3ME. Còn dư là ai? Dạ là EA cộng 2AC. Câu trên nó bằng bao nhiêu? Dạ vector 0. Rồi hiểu chưa? Rồi. Rồi đây là cái đề có module. Lúc này nó gắn module vào thì tương đương điều gì, đọc tiếp đi con. Tương đương module 3 lần vector MD bằng module 3 lần vector ME tương đương MD bằng ME. Vậy tập hợp điểm M là đường trung trực đoạn DE. Rồi bao nhiêu bạn hiểu toàn bộ cái bài dạng này giờ đây hay đến nè, dạng bài 5. Thảo không hiểu như nào Thảo?
tranh thủ chép vào đi nào. Thanh Thảo, không hiểu chỗ nào Thanh Thảo? Cái mic của Thanh Thảo bị đơ rồi hả? Mạnh không hiểu chỗ nào Mạnh? Dạ con không hiểu cái chỗ cô B. Cô B con không hiểu dòng số mấy? Dòng đầu nó hay lúc phải biến đổi vậy. Rồi Bảo Trân đọc lại cho bạn để bạn hiểu cách trình bày đi Bảo Trân. Dạ. 4 lần vector MA trừ vector MC trừ vector MB là chèn thêm điểm D vô là được 4 lần vector MD trừ 4 lần vector DA cộng 4 lần vector DA trừ 4 trừ vector MD cộng vector DB mà 4 lần vector MA cho 4 lần vector MD trừ vector MD là được 3 lần vector MD. Còn lại là vector DA trừ còn lại là vector 4 lần vector DA trừ vector DB là bằng vector 0 ở đề câu A. Rồi mà sao có vấn đề giống Mạnh? Dạ không thầy được rồi. Hữu Thịnh, sao không hiểu không? Hữu Thịnh. Hữu Thịnh đi chơi đó rồi. Rồi các em sửa bài đi nào, Mạnh sửa xong báo hay biết Mạnh. Dạng toán này được gọi là dạng toán tập hợp điểm. Rồi Mạnh tới đời mà. Dạ đây cái điểm D được xác định với một cái này.
Như Kiên. Mạnh tới đời mà. Dạ, đang đến cái vậy điểm E được xác định với 2. Hoàng Yến tới đâu, Hoàng Yến? Dạ, con tới câu B. Nãy giờ Hoàng Yến hiểu không, Hoàng Yến? Dạ, hiểu. Rồi cái dạng toán phân tích một vector theo hai vector, ngoài cái ứng dụng chứng minh ba điểm bằng hàng ra, chứng minh song song ra, còn một ứng dụng nữa đó là tính tỷ số, đó là ứng dụng áp dụng phân tích một vector theo hai vector để chứng minh, được chưa, đó là áp dụng ba điểm thẳng hàng, chứng minh song song, chứng minh tỷ số. Bây giờ thầy cho một minh họa nè, mạnh đọc đề bài nè mạnh. Rồi, đọc đề bài đi con, bài 6. Cho tam giác ABC gọi D là điểm xác định với vector AD bằng 2/3 vector AC và M là trung điểm đoạn BD. A tính vector AM theo vector AB và vector AC. B AM cách BC tại Y. Tính IB chia cho IC và AM chia cho AI. Rồi, con đọc bài giải nè. A vector AM bằng 1/2 vector AB cộng cho vector AD bằng 1/2 vector AB cộng cho 2/5 vector AC bằng 1/2 vector AB cộng cho 1/5 vector AC. Rồi, mặt dấu bằng thứ nhất là lý do tại sao? Dạ, thưa thầy là quy tắc. Quy tắc trung điểm. Tiếp vô bằng thứ hai lý do là sao? Thay giả thiết vào. Chèn điểm C vào. Chèn đâu mà chèn, thay giả thiết vào. Con nhìn giả thiết kìa, phải lấy nhìn vô giả thiết. Thay giả thiết không? Dạ thấy. Giả thiết lấy sao? Cứ mà chèn. Giả thiết sao? À, giả thiết là AD vector AD bằng 2/5 vector AC. Dấu bằng thứ ba là rút gọn đúng chưa? Đúng. Nhìn hình ảnh AM cách BC tại Y giờ tính tỷ số. Bây giờ chỉ cho cái cách tính tỷ số nè. Thứ nhất á, ta có IB và IC á, là ngược hướng. Tại vì câu hỏi nó liên quan tới tỷ số IB chia IC nên đầu tiên phải coi cái hướng của nó là IB hướng về IC hướng là ngược. Nhưng mà IB thì chiếm bao nhiêu phần? Thì trong đây đề bài nó không có cho tỷ số là AM cách BC tại Y, mình không biết tỷ số là bao nhiêu cả. Đồng ý không Mạnh? Dạ đồng ý. Rồi, bây giờ AM cách BC tại Y, con có chứng minh được 1/2 vector IB cộng 1/5 vector IC bằng vector không không? Chứng minh được cái chỗ đó không? Chứng minh được không con? Bạn sẽ im lặng cho con, có hay không thôi, cũng im lặng nữa. Dạ không. Ờ, bây giờ làm nháp cho con coi nè. Bây giờ rõ ràng là AM cách BC tại Y mình không hề biết được.
là cái anh chàng Y nó nằm trên BC tỷ lệ như thế nào? Đồng ý không anh? Dạ đồng ý. Nên cái gì không biết thầy cứ đặt là ít đi, coi như là cứ từ từ mà làm, không có gì phải vội đó. Nên đầu tiên á, thì giả sử là B bằng ít lần IC hoặc là BC gì cũng được, được chưa? Ở đây có phân tích IB và IC nên thầy ghi là IC. Đồng ý dòng này chưa? Dạ đồng ý thầy. Rồi vì B bằng ít lần IC, lúc này thầy nhìn cái hướng, thì cái hướng của nó là cùng hướng, B cùng một hướng, IC cùng một hướng, nên lúc này thầy được quyền gắn vector lên. Khi gắn vector lên thì ít là số dương, tại vì là cùng hướng. Đồng ý không ạ? Dạ đồng ý. Rồi tiếp theo, thầy làm sao biết được BI và IC? Thầy nói các này, tiếp theo thầy tìm ra X. X là bao nhiêu? Thì lúc này thầy sẽ phân tích coi vector AM. AM này có phân tích được theo ABAC không? Vì AMI thẳng hàng, nên thầy xem coi MI cũng có tách được theo MBMC không? Thì đầu tiên, AMI, con có biết tỷ số là bao nhiêu chưa? M nằm như thế nào trên AI chưa? À mạnh? M nằm trọng tâm đó. M trọng tâm mà sao con đoán M trọng tâm? Nó có giao điểm của hai đường trung tuyến không? Dạ. Có không? Không có phải không? Phải không? Trục tâm chứ thầy. Hả? Tâm vì sao thầy? Đường cao đâu mà đường cao. Rồi bây giờ thầy nói lại nè, mình đã đặt BI bằng X lần IC, nhưng mình đang quan tâm chữ Y được tạo bởi ai? Chữ Y được tạo bởi AM nối dài. Nên thầy đang đặt một câu hỏi với con là có phân tích được vector AI và phân tích được vector MI hay không? Mình đang học kỹ thuật phân tích một vector theo hai vector. Thì câu trả lời thầy phân tích được bằng cách nào? Bằng cách thầy chèn điểm A vô. Đây, thầy chèn điểm A vô. Như vậy cụ thể sẽ là vector BA cộng vector AI. Thầy chèn điểm A vô thì đây sẽ là ít lần vector gì? AI cộng vector. Ủa, thầy chèn sai rồi, phải là IA cộng. Bên đây là BA cộng AI. Ở đây thầy chèn điểm A vô. Thầy ghi dài dài ra cho rộng rãi một tí nè. Như vậy là BA cộng AI. Bên đây sẽ ít lần IA cộng AC. Đồng ý không ạ? Chèn điểm A ok không con? Dạ. Rồi suy ra, vì thầy đang muốn biết phân tích vector AI, nên lập tức cái X lần IA thầy chuyển qua là trừ. Mà ở đây thầy đang mong muốn có AI xuất hiện, nên thầy để là 1 cộng X nhân vector AI. Thầy làm hơi tắt một tí nha, tại vì thầy đọc lại nè. X lần vector IA chuyển qua tay trái là trừ, trừ vector IA có nghĩa là cộng X lần vector AI. Lấy vector AI làm thừa số chung thì bên trong là 1 cộng X. Đồng ý không ạ? Đồng ý. Vector BA chuyển qua là trừ BA. Trừ BA thì viết ngược lại là vector gì? AB. Đồng ý chưa? Rồi x nhân AC là cộng x nhân vector AC. Như vậy là thầy đã phân tích vector AI theo AB và AC chưa? Phân tích chưa? Rồi có phải không? Từ đó thầy phân tích cụ thể luôn. Vector AI sẽ là 1 phần 1 cộng x nhân vector AB cộng x phần 1 cộng x nhân vector AC. Rồi đồng ý tới đây chưa con? Yeah, rồi. Rồi đúng chưa? Như vậy là đã phân tích được vector AI theo vector AB và AC. Mà ở câu trên á, mình đã phân tích vector AM cũng bằng vector AB AC, cụ thể là bằng 1 phần 2 vector AB cộng 1 phần 5 vector AC. Ở câu trên đã làm được điều này chưa? Yeah, rồi. Rồi luôn, đồng ý không nào? Thì ở đây giữa A, M và I mình có biết là nó có tỷ số nào không? Mình chỉ biết nó thẳng hàng thôi, đồng ý không? Dạ đồng ý. Như vậy là vì AMI thẳng hàng nên suy ra vector AM sẽ bằng
k lần vector AI. Đúng kiến thức hàng hà không con? Đúng vậy, đúng. Ở đây thầy cố tình ghi cùng hướng AMI, cùng hướng từ trên xuống dưới, nên chắc chắn có điều kiện là k dương. Đúng kiến thức hàng hà thì suy ra cùng phương, suy ra cùng phương thì suy ra vector AM bằng k lần vector AI, đồng ý chưa? Cái đây đồng ý chưa mà? Dạ đúng. Mà vector AM là ai? Vector AM là cái đống này. Nhưng ở đây thầy thấy đây 1/2, 1/5 số đẹp quá, nên thầy ghi sửa lại cái này cho thành có số cho nó đẹp. Thầy sửa lại chỗ này nha. Thật ra em muốn sửa như thế nào cũng được, đó do quyền của mình quyết định. Nên thầy thấy 1/2, 1/5 là có số, còn bên đây có chữ, nên thầy sẽ ghi ngược lại thẳng hàng. Thì thầy ghi ngược lại là vector AI bằng k lần vector AM, được không mà? Dạ được. Đương nhiên vẫn ca dương, tại vì AMI là hướng từ A xuống dưới, nên ca dương cùng hướng. Rồi, hiểu ý tưởng của thầy là tại sao thầy ghi AI bằng KAM chưa? Tại vì thầy thấy AM có số, đồng ý chưa mà? Rồi, lúc này thầy ráp vô, AI là ai? AI là 1/1 cộng X, vector AB, cộng X phần 1 cộng X, vector AC, bằng AM là ai? AM là K lần cái đống này. Nên thầy nhân phân phối vô, K chia 2 nhân vector AB, nghĩa là K chia 2 nhân phân phối vô, cộng K chia 5 nhân vector AC. Rồi Mạnh tới đây đồng ý chưa? Dạ đồng ý. Lúc này thầy dùng phương pháp đồng nhất. Đồng nhất là sao? Bên đây có vector AB, bên đây cũng có vector AB, như vậy là hai bên sẽ bằng nhau. Hệ phương trình 1 chia 1 cộng x phải bằng 1k chia 2. Tương tự, x chia 1 cộng x phải bằng k chia 5. Rồi, tới đây đồng nhất, đồng ok chưa? Mấy. Giải hệ phương trình này thì giải sao cho lẹ giờ? Thì thầy phát hiện đây có chữ k, đây có chữ k. Thì thôi thì thầy rút k ra. Rút k ra thì nhân 2 lên, như vậy là 2 phần 1 cộng x. Rút k lên là 5x phần 1 cộng x. Lý do là gì? Lý do là cùng treo bằng chữ k nên nhân chéo lên. Tới đây đồng ý chưa mà? Dạ. Như vậy 1 cộng x với 1 cộng x rút gọn, như vậy kết quả x bằng 2/5. Hiểu rút gọn x bằng 2/5 chưa? À, dạ rồi, dạ rồi. Thì ở đây người ta nói rằng x là 2/5. Thì với x là 2/5 có nghĩa là gì? Có nghĩa là vector BI bằng 2/5 vector IC. Vậy vậy vector BI bằng 2/5 vector IC. Câu hỏi là gì? Tính tỷ số IB chia IC. IB chia IC. Vì bản thân cái hàng này là hai vector bằng nhau nên suy ra độ dài nó cũng bằng nhau. Cụ thể là BI chia IC cũng bằng bao nhiêu luôn Mạnh? 2/5. Như vậy thầy đã chứng minh được IB chia IC bằng 2/5 chưa Mạnh? Rồi. Tới đây thầy tìm K luôn. K. Hồi nãy K là ai? K là 2 lần chia cho cái đống này. Con bấm máy tính coi, 2 lần chia cho 1 cộng 2/5 bằng nhiêu? Tại vì sao thầy thế x là 2/5 vào, thì là 2 lần chia 1 cộng 2/5, bấm máy tính ra nhiêu mà? 10/7. Thì tại sao thầy tìm K để làm gì? Tại vì có một câu hỏi phụ, đó là tính thêm tỷ số AM chia AI. Thì hồi nãy mình đã có được là AI bằng K lần AM, đúng không? AI, do đó AI bằng K lần AM, như vậy là bằng 10/7 AM. Đồng ý chưa Mạnh? Mà câu hỏi mình là tính tỷ số nào? AM chia AI, như vậy là ta sẽ lấy AM chia AI. Như đây đảo lại là 7/10. Đúng như đáp số 7/10. Thì trong bài giải chữ màu đen nó hơi bị ngắn, thầy cố tình thầy giải ra chữ màu đỏ nó tường minh hơn. Thì trong bài giải này thật ra nó là mức độ nâng cao rồi đó. Đây là câu hỏi không phải ai dễ gì cũng làm được. Cụ thể là cái câu hỏi tính tỷ số không phải dễ gì ai cũng làm được đâu.
Nhưng mà thầy đã cố tình lồng vô đây để thầy nhắc nhở em là khi em dùng kỹ thuật phân tích một vector theo hai vector, đây phân tích một vector theo hai vector, thì kiểu gì em cũng có một dạng toán, đó là tính tỷ số, là câu nâng cao. Thì cái cách làm tỷ số của thầy là cái gì chưa biết thầy đặt là x. Rồi sau đó thầy dùng giải thích cuối cùng là AMI thẳng hàng. Đây giải thích cuối cùng AMI thẳng hàng để vector này bằng k là vector kia. Cái khéo léo của thầy á, là chữ k này đừng đi chung với chữ x, chữ k này đi chung với số nó đẹp hơn. Thì thông thường những câu nâng cao kiểu thế này nè là nó có câu a nó gợi ý cho mình, nên chúng ta lôi cái phân tích một vector theo hai vector ráp vào, như vậy là ta giải được hệ phương trình theo k và x, có k có x là coi như ra được tỷ số một cách vô tư. Rồi đây là câu nâng cao, nên bao nhiêu bạn hiểu được câu này thì rất là tốt. Rồi bao nhiêu bạn hiểu được toàn bộ bài 6 giơ tay thì đếm nè. Rồi một số bạn giơ tay vậy là cũng rất là tốt, tại vì câu này không phải là dễ. Bây giờ em nào chưa hiểu rõ lắm cứ chép vô và ngẫm từ từ, hoặc là nếu mà trường em gặp những câu kiểu như thế này thì em cứ theo đó mà làm. Về phương pháp thì như trên màn hình kem chép màu đỏ vào, đừng có chép màu đen nó hơi bị tắt. Rồi tóm tắt lại đề bài, rồi sau đó sửa bài nhanh lên. Hoàng Yến sửa xong báo thầy biết nha Hoàng Yến. Dạ.
Dạ thầy ơi. Thầy ơi. Sao mà hỏi gì mà anh? Cái khúc mà AIM nó này đó này, xong rồi con suy ra là cái khúc mà AIM nó này đó này, xong rồi con suy ra là tỷ số của AB của AI là con lấy 1 phần 1 cộng x chia 1 phần 2 bằng x cộng phần 1 cộng x bằng chia 1 phần 5 luôn. Lấy mấy chia mấy? 1 phần x rồi sao nữa? 1 phần 1 cộng x chia 1 phần 2 là bằng x. Được, phần đúng sao? X. Cũng được luôn. Cụ thể. Nhưng mà quan trọng giải phương trình có được không? Được chứ đúng không? Không biết tính này. Nhưng mà khỏi cần trình bày mấy AI bằng KM rồi. Được, không sao Minh Tuấn, cứ trình bày vậy. Hoàng chứ Hoàng. Hoàng Yến tới đâu Hoàng Yến? Dạ, gần dòng cuối rồi thầy. Rồi, thử sức tụi em một cái đề y chang vậy coi, xem làm được không? Nhưng mà dễ hơn tí. À, KM thằng hàng. Rồi, xử lý bài bài thì coi thử. Em nào mà dạy trong vòng 5 phút thì ok. Dạy lố qua thì có nghĩa là nãy giờ chưa hiểu gì hết. Ở đây thì ghi thiếu vector AK AM nha em. Thấy chưa mở? Hoàng Yến có thấy không Hoàng Yến? Dạ sao thầy? Ghi thiếu. Thấy ghi thiếu không? Thấy ghi thiếu một chỗ không? Nè. Phân tích vector AK và vector AM theo AB và AC. Tìm x. Nhớ nha, của B là tìm x. Tìm giá trị của x. Chị chưa kịp à? Hả? Chưa kịp à? Ok dạ.
Minh Tuấn phân tích được vector AK chưa? Minh Tuấn bao nhiêu? Alo, Minh Tuấn nghe rõ không? Rồi, Xuân Nhi ra bao nhiêu rồi, Xuân Nhi? Dạ, con phân tích được vector AK. Là nhiêu, đọc hay nghe? Dạ, vector AK sẽ bằng 1/3 vector AB cộng 1/3 vector AC. Rồi, đúng. Xuân Nhi đã được vector AM chưa? Dạ, con đang làm. Nhớ là có chữ ít nha. Vector BM bằng x làm vector BC thì cứ chèn A vô là ra liền. Phân tích vector AC theo x á. Phân tích vector AM á. Mình đã tới rồi Mình. Dạ anh đang làm cái AM. Rồi Mình đọc bài giải hay nghe đi Mình. Dạ thầy. A có A là vector AK 1/2 vector AD cộng cho vector AE bằng 1/2 nhân cho 2/3 vector AB cộng 2/5 vector AC. Vậy là bằng 1/3 vector AB cộng 1/5 vector AC. Rồi, giáo bằng thứ nhất là đâu ra? Dạ, giáo bằng thứ nhất này do AK là trung điểm của đề. Giáo bằng thứ hai. Dạ, giáo bằng thứ hai thì trên giả thuyết cái này là AD là bằng 2/3 AB còn AE là 2/5 AC. Giáo bằng thứ ba rút gọn đúng không? Dạ, đúng rồi thầy. Rồi, tiếp tục. Dạ, vector AM bằng vector AB cộng vector BM bằng cho vector AB cộng cho x lần vector BC bằng vector AB cộng cho x nhân cho vector AC trừ cho vector AB bằng 1 trừ x nhân cho vector AB cộng 2 lần vector AC. Rồi, dấu bằng nhất là đâu ra? Dạ, dấu bằng thứ nhất là cho chèn điểm B vô. Dấu bằng thứ hai? Dấu bằng thứ hai là trên giả thuyết là BM bằng x lần BC á, cho nên là dấu bằng thứ ba. Dạ, dấu bằng thứ ba là thầy chèn điểm A vô. Các ba điểm chèn điểm A đúng không? Dấu bằng cuối cùng có phải là do rút gọn không? Dạ đúng rồi thầy. Rồi, câu B khá đơn giản, trình bày giống như bài tỷ số hồi nãy thầy chỉ. Vì thằng hàng nên sẽ có một con số K để cho vector này bằng K làm vector kia.
Nhưng mà trong bài dạy của thầy là ghi T chứ không phải ghi K, đúng không Minh? Dạ. Rồi đọc bài dạy đi cô B. Dạ, do AKM thẳng hàng cho nên tương đương là vector AM và vector AK cùng phương tương đương với lại tồn tại một T chia thầy hay là sao cho? À, sao cho vector AM bằng T nhân cho vector AK. Do đó một chữ x nhân cho vector AB cộng x lần cộng x nhân cho vector AC bằng 1/3 vector AB. T chia 3. A chia 3. Vector AB cộng cho T chia 5 vector AC. Cái dòng đó có giống cái dòng hồi nãy thầy ghi màu đỏ không? Dạ giống. Giống y chang đúng không? Cố tình là cái con số 1/3 với 1/5 á mình đi với chữ T. Số đi với chữ T, còn chữ x á thì để im đi đừng có đụng vô, đúng không? Rồi tới đây đồng nhất. Đồng nhất cái gì con? Dạ đồng nhất AB giống nhau và AC giống nhau. Cụ thể hệ số nào bằng hệ số nào? Dạ một chữ x bằng cho T chia 3 x bằng T chia cho 5 á thầy. Rồi trong quá trình giải thì T bằng mấy? Dạ trong quá trình giải thì T là bằng 15/8, còn x là bằng 3/8. Có biết cách giải không hay thầy chỉ? Dạ. X thì thế x lên được không? Dạ được. Thế x lên có nghĩa là 1 trừ T chia 5 bằng T chia 3. Từ đó chuyển về tìm ra T có đúng không? Dạ đúng rồi nè. Rồi như vậy câu hỏi tìm x, ta tìm được x xong chưa? Dạ. Rồi bao nhiêu bạn hiểu toàn bộ bài này do ta thầy đếm? Bài này nó tương tự rồi nên thầy nghĩ là chắc nhiều đứa sẽ hiểu. Tường Linh không hiểu chỗ nào Tường Linh? Minh Tuấn bị vướng chỗ nào Minh Tuấn? Hữu Thịnh vướng chỗ nào Hữu Thịnh? Thịnh vướng chỗ nào Thịnh? Mạnh vướng chỗ nào Mạnh? Dạ không, con hiểu thầy mà. Kiên với chỗ nào Kiên? Giơ tay luôn. Rồi, Hoàng Yến sửa xong báo thầy biết cho Hoàng Yến. Dạ. Con sửa xong rồi thầy. Rồi, sửa xong rồi thầy cho kiểm tra phần chất nghiệm. Mà kỳ trước chúng ta đang dừng lại ở một chỗ, đó là liên quan tới hình chúng ta chưa làm. Chất nghiệm. Đây, nhớ bài này không Minh? Dạ. Nhớ trên file Zalo thì chụp không? Dạ nhớ. Rồi làm đi. Dạ. Em các câu trắc nghiệm này các em xử lý sao nha. Em nào mà làm tiếp 6, 7, 8, 9 á thì trên group Zalo thì có cái file PDF á, nó có cái đề á.
Rồi Yến Nhi tới đâu rồi Yến Nhi? Nhi làm tới câu mấy rồi? Thanh Thảo đọc câu 1 đi Thanh Thảo. 1 gì? Sửa 5 câu đầu tiên nha. 1 gì Thảo? Thanh Thảo đi chơi hả? Quỳnh Phương. Quỳnh Phương nghe rõ không? Ủa hôm nay mic bị hư nè. Mới mới mua mà Thảo. Bữa nhớ mới mua mic mà. Rồi Quỳnh Phương tới đâu rồi Quỳnh Phương? Thôi mic mua 200 mấy ngàn mà giờ bị hư, giờ bị rè, uổng chứ vậy. Quỳnh Phương cũng mất mic hả? Bỏ tay Quỳnh Phương luôn. Rồi Gia Hân đọc đi Gia Hân. Một gì Gia Hân? Câu đầu tiên trước nha. Một. Gia Hân đi chơi hả? Mở mic đi con. Ui, hôm nay mới xài có 1 tháng mà mic cũng bị hư rồi. Mấy thứ này mua đồ sao mà mic hư liên tục vậy? Rồi Quang Duy đọc đi Quang Duy. Rồi, Quang Duy bắt chước đi chơi luôn. Bỏ tay Quang Duy. Rồi Trung Huy đọc đi Trung Huy. Một gì? Dạ một C. Rồi đúng. Hai. Dạ, 2B. 2B sai. Đây là quy tắc hình bình hành nhớ không? Cứ hai vector này bằng nhau thì hình này là hình bình hành nhớ chưa? Rồi 3 gì Trương Huy? 3B. Rồi đúng, 4. 4D. Đúng, 5. 5B. 5A. Có bao nhiêu điểm D thỏa vector AB bằng vector CD? Thì ở đây là module. Module có nghĩa là độ dày AB bằng độ dày CD. Mà độ dày AB không đổi, tại để cho C đứng yên. Như vậy quỹ đạo điểm D sẽ là đường tròn. Đường tròn tâm C. Nó xoay xung quanh điểm C sao cho cái bán kính nó bằng đúng độ dày AB luôn. Nên là người ta hỏi có bao nhiêu điểm D như vậy, phải nói là vô số. Trương Huy hiểu chưa? Trương Huy hiểu có 5A không Trương Huy? Hiểu. Rồi bao nhiêu bạn đúng hết 5 câu cho tay thầy đếm nè. Xem ai đủ đúng hết 5 câu. Đức Đại không đủ 5 câu. Xuân Nhi cũng không đủ luôn. Kỳ cũng không đủ luôn. Thân cũng không đủ, Mạnh không đủ luôn. Rồi ok. Rồi ok. Rồi Thanh Thảo mấy rè như thế nào? Đọc câu 6 tới câu 10 đi Thanh Thảo. 6 tới 10. Rồi mở mic coi rè như thế nào Thảo. 6 gì Thảo? Sáu gì? Mic lại hư nữa rồi. Rồi chắc nghe không được rồi, nhưng mic hư rõ rồi. Rồi Tường Linh đọc đi Tường Linh. 6 gì Tường Linh? Dạ 6D. 6D đúng không? 6D dạ. Đúng. 7. Dạ 7A. 7A đúng. 8. Dạ 8D. 8D đúng. 9. 9C. 9C đúng. 10. 10B. 10B đúng. Bao nhiêu bạn đúng từ 6 tới 10 giơ tay hãy đếm. Cố Thận không đúng từ 6 tới 10 đúng không? Kim cũng vậy. Mình cũng vậy. Rồi những em không giơ tay muốn thầy sửa chi tiết câu nào? Từ 1 tới 10. Dạ thầy. Câu nào? Câu số mấy? Alo. Ai hỏi câu số mấy? Dạ câu câu 8 thôi thầy. Mình mới hỏi câu 8 đúng không? Dạ.
chủ đề là hỏi cô đúng hay cô sai? Dạ chủ đề là hỏi cô đúng. Vậy vector A với vector B ngược hướng là đúng hay sai? Y A Y B ngược hướng. Dạ A, A cùng hướng đúng hay sai? Dạ phải. Dạ đúng. A B Y B cùng hướng đúng hay sai? Dạ A B là Y B cùng hướng là đúng. Thì ba đó anh chơi đều đúng. Hỏi gì nữa? Dạ. Trời ơi, hỏi cô dễ vậy, hỏi cô khó hơn đi con. Tại vì trong đây có mấy nhiều câu rồi thầy. Rồi thử sức lần 2 nè. Xem cái nội dung này tụi em được bao nhiêu điểm. Cũng 10 câu. Bắt đầu nha. Thầy chờ ít phút. Cái đề thử sức lần 2 này cũng đưa lên group rồi đó. Tụi em có thể mở file PDF ra.
Rồi, sửa bài nè. Tường Linh đọc hai từ câu 1 tới câu 5. Dạ, thưa thầy là 1C. 1C đúng. 2A. 2A sai. 2D mới đúng. Kiểm tra là có đúng 2D không? Ai đúng 2D cho tay thì đếm. Rồi, Tường Linh đồng ý 2D không, Tường Linh? Dạ có. Hồi nãy con nói 2A hả? Dạ. Đâu biết nào lớn hơn đâu. Vector mà. Tôi phải độ dài đâu mà lớn. Được chưa? À. Rồi 3. Dạ. 3 gì? Dạ 3A. 3 sai rồi. 3C con. Khẳng định sai. Giờ con nhìn nha. BC cộng DC bằng BD. Bây giờ thầy chỉ cần chuyển vế thôi. Chuyển BC qua tay phải. Như vậy là BD trừ BC. BD trừ BC ra cái gì? BD trừ BC. BD trừ BC ra gì? CD. CD. Như vậy vector DC có bằng vector CD không? Làm sao bằng được? DC là DC mà CD là CD, hai vector khác nhau chứ đúng không? Nên câu sai là một C. Được chưa? Rồi 4 gì? Dạ. Dạ 4 C. 4C. 4C nha. Ở đây làm tương tự, thầy chuyển hết qua tay phải. Vector AD trừ vector AE, vector BE trừ vector BF, vector CF trừ vector CD. Như vậy nó triệt tiêu toàn bộ bằng vector 0. Như vậy câu 4 phải là 4C. Còn 5 gì Tường Linh? Dạ, con nói 4C mà này. À, còn 5, còn 5 gì? Dạ 5B. Rồi đúng rồi, 5B bằng cách chèn điểm G vô và điểm G phải vào là có thể ra được 5B lập tức. Ai đúng toàn bộ 5 câu giơ tay thầy đếm. Đúng toàn bộ 5 câu được các hai bạn à? 4 bạn, 5 bạn. Rồi trong 5 câu đầu, có bạn nào hỏi chi tiết câu nào không? Thầy nói lại cho. Ai muốn hỏi chi tiết câu nào? Chị có hỏi chi tiết câu nào không? Ai? Bạn hả? Con hỏi câu 5 đó thầy. Con hỏi câu 5? Dạ. Giờ con có biết kỹ năng chèn điểm G vô không? Dạ biết. Con chèn vô G này, AG này, cộng G, G phải nè, cho cộng G phải, A phải nè. Rồi tương tự. Hàng này xong rồi đúng không? Rồi tương tự kia. B, G nè, cộng G, G phải nè, cộng G phải, B phải nè, được chưa? Rồi tiếp C, G, rồi cộng gì? G, G phải. Cộng G phải gì? G phải, C. C phải. Như vậy ba anh chàng này cộng lại vector 0 đúng không? Ba anh chàng này cộng lại vector 0 đúng không? Thì còn dư lại nhiêu? Dạ g g phải mấy lần? Dạ ba lần g g phải. Thì dễ mà. Ok chưa? À. Rồi. Bây giờ thầy đọc nhanh đáp án từ 6 tới 10 để cho bạn nào mà chưa thì cũng đánh dấu trước. Theo dõi. Rồi kỳ sau thầy sẽ hỏi chi tiết xem từ 6 tới 10 dạy như thế nào. 6C. 7C. 8C. 9B. 10D. Rồi ok chưa? Rồi ok chưa mấy đứa? Dạ rồi thầy. Rồi. Hôm nay thầy dành cho hai việc. Điều thứ nhất á, là các câu trắc nghiệm này thầy đã dạy chi tiết online vào cái ngày hôm thứ ba cho cái lớp bên kia, thầy sẽ đưa lên group. Nên bạn nào muốn coi lại chi tiết nội dung trắc nghiệm câu nào thì coi cái buổi online thầy đưa lên group video đó. Nội dung ngày thứ hai hôm nay, đúng ra hôm nay sẽ học bài mới, nhưng mà bài mới đó thầy ghi video trên group Zalo rồi. Thì cái bài mới đó các em coi trước để tuần sau có gì thầy dạy. Được chưa nào? Rồi hôm nay chúng ta ngừng tại đây nha. Dạ. Rồi chào tụi dạ, em. Chào thầy. Chào bạn thầy. Dạ, chào thầy. Rồi, chào bye bye. Thầy.